có khi nào nó câu vô đây câu có cá đâu mà. Bỏ cá cho Thiên xem mồm. Đưa cho thằng Ngãi nó coi cá coi. Cái mấy không? Sao mấy anh kia quýnh cá nhỏ vậy ta? Chắc cá cũ. Vớt gì ông nội kéo được nào, có phi sao kéo. Có phi đâu phải dễ kéo được nó đâu. Nước phải cạn. Cá quấn ổ. Trần này em quýnh được hai con rồi. Ôi trời, em đang ngồi đây quýnh được hai con ngoại ơi. Nó chụp luôn á. Lẹ đi. Ngu cật. Con nào à? Tiêu. Con tiêu hả? Ừ. Em giờ đéo thầy kêu là thịt con tiêu mà thầy lỏ. Thầy lỏ. Em phải là thầy lỏ nữa. Hay thịt lỏ. Chỗ này là Tư. Thôi em qua bên kia quýnh. Bên nào? Bên kia kìa. Mày muốn đi chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng có đó. Nó chịu ăn là đi hết hồ ăn luôn. Ê, ê. Phải đâu, em xuống rồi. Nó tầm vậy luôn. Nó đỡ rồi. Từ trên chụp xuống rồi. Ôi. Nhỏ xíu. 2 kg. Ờ, qua đò rồi. Hơn luôn à. Anh Thiên đánh mồi cám gì ngon vậy anh Thiên? Lấy cho em miếng anh thôi. Đưa đưa con cá lên cho anh em coi coi. Bắt con cá ra đồng hoàng. Em xuống chụp lên anh chụp cho em ha. Ừ, về đi, đi đi. Hả? Xuống về đi. Hư cái gì mà hư? Hư câu. Cá ta bự cỡ này mà nó kêu nhỏ là sao? Thử nay mua đồ mới thử nó về như thế nào. Đừng cá thì. Cái gì trời có. Con này phải 2 kg mấy cái gì á. Nè. Ờ thì con này chắc 2 kg mấy gì á, nặng lắm. Quá nè. Ui. Ờ thì này. Cấm cái rộng đàng hoàng coi. Cấm cái rộng thấy chết rồi. Ừ ừ. Giờ quá trời luôn à. Ta để cái rộng cao cao lên. Quýnh chứ. Đè bỏ. Sao gãy được. Ghê cá bự. Cá này cứ lưng chùm bá luôn hả? Thịt không. Ngồi xa cậu ba ra. Ngồi gần cậu ba còn cái nịt á. Đánh đánh bông liền á. Nó bu cám xả mà. Đó, nó quần. T
Tưởng đâu hôm nay lỏ nữa rồi chứ. Lỏ hoài được. Đồ sáng mơ vô đề ba mấy con bông không. Thiên nay ta lên tầng cao mới rồi. Này, bòi chắc thiếu. Nhiều trời luôn. Chưa ăn mặn. Đó, trời đó. Cái gì vậy? Cá ăn như chó luôn Việt ơi. Ngay đó luôn. Cất nó lên ăn đi. Có quay phao đâu thấy. Chắc lắc rồi, thầy lỏ lên đây câu hết cá của anh đó Việt ơi. Thầy lỏ chút lên tới vậy. Một ca 200 Phan Tấn Thanh đây. Cá ăn dữ lắm ông Thành Dây ơi. Ông đợi tôi xíu đi. Cá 4 tiếng em ơi. Chua sẽ đầy bon nè.